Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Anh em thân mến, ngày hôm nay thì nói thật với anh em là tôi cũng không biết là tôi chơi gì nữa. Đấy, bởi vì là ngày hôm qua rồi nhắc đến lại thấy là đúng rồi, sai lầm anh em ạ. Anh em có tin được không, ngày hôm qua tôi đã ra một cái clip counter bộ Sasori, trong khi cái bộ đấy vẫn đang là một trong những cái bộ hot trong cái thời điểm hiện tại, có rất nhiều người thích xem. Đấy, lẽ ra tôi không nên làm cái điều đấy. Đó, phải nói đó là một cái pha tự tay bóp giải đến từ vị trí của Tuấn Cơm. Tôi ra cái clip đấy xong là coi như là thôi, hết luôn. Chả ai chơi, coi như là dám chơi cái bộ đấy nữa. Mà đặc biệt đấy là tôi. Đấy, tôi thì bây giờ mà tôi chơi cái bộ đấy thì tự nhiên lại làm khó. Khó thật sự luôn. Khó trong cái việc chơi là một. Đấy, khi mà bây giờ vào trong game nhá, giờ tôi mà có cái ý định là tôi chơi cái bộ Sasori ấy, thế nào có cái thằng nó ghét tôi, nó sẽ chơi cái bộ Greater đấm tôi. Anh em tin không? Anh em tin không? Tôi nghĩ là nó là điều đương nhiên. Thậm chí có cái những cái người không ghét đấy, người ta còn chơi để người ta đấm tôi. Không không, phải nói là có những cái người thích tôi đấy, gặp tôi ở trong game là cũng là chơi những cái bộ mà cao tơ tôi. Thì anh em phải biết là nếu bây giờ tôi chơi cái bộ Sasori ấy, khả năng cao vào là nhiều người sẽ săn đòn đấy. Đặc biệt là sẽ dùng Greater đấm, và những cái bộ mà tôi chia sẻ ở trong video trước để đấm tôi. Đó, thế tôi nói đấy là một cái sai lầm. Mà hôm nay, cả ngày hôm nay tôi cũng phải suy nghĩ mãi về cái vấn đề đấy. Đấy, tôi nghĩ mãi là hôm nay tôi sẽ chơi cái gì đây. Tôi cũng chưa biết chơi cái gì. Tôi thì tôi làm content ở trên YouTube ấy, nên anh em biết là cái gì ưu tiên hàng đầu không? Nó chính là view. Bộ gì mà đang hot, bộ gì mà nhiều người đang rất là thích xem thì tôi chơi. Đấy, nó là những vấn đề nó là như thế đấy anh em ạ. Ra con Lai Bloodline khả năng là lấy 3 tia đầu game anh em ạ. Đánh chuỗi thắng. Được, cái con Lai Bloodline thực ra là nếu mà nó có đồ thì nó cũng có thể gánh được giai đoạn đầu game đấy. Trận này không biết là có chuyên Lai không? Có chuyên Lai không? Ok. Được ấy nhở. Giờ ra cho tôi thêm một con human nữa là ngon này. Là chúng ta kẹp human kẹp với cả có thể là Clyde đầu game. Ây à, ra bài linh tinh quá nhở. Ghép đồ rồi tôi cũng chẳng muốn eco. Thôi gặp cấp lên anh em nhá. Đánh đúng bài thôi. Rao 5 là lên cấp 5. Đúng bài. Như này là hai Glacier với cả Feather. Ok. Hai Glacier, hai Clay kết hợp với Feather chính là kích hệ nhiều phết. Kích hệ nhiều nhưng mà yếu. Bây giờ cần 2 sao thôi. Cái tầm này mà ra Light Blade là 2 sao thì yên tâm, còn nếu mà không ra được Light Blade lại thì hy vọng là ra con Whisper 2 sao. Whisper 2 sao cũng được. Bây giờ ra một con rồi, còn một con nữa thôi. Với một con unicorn thôi. Hy vọng là ra sớm. Tất nhiên là cái round này đương nhiên là thua rồi nha anh em nhá. Xác định rồi. Xác định là thua. Tôi up là cái vấn đề là để giữ máu thôi. Chứ còn thua thì đương nhiên là nó sẽ vẫn thua thôi. Chứ còn thắng làm sao được. Đấy, giết được 3 con đúng không? Giữ được 3 máu rồi đấy. Thậm chí là có thể là 4 con. Đấy, ui được đấy nhở. Thế là lọt được một con. Cố gắng giết con ốc đi. Giết con ốc rồi, thêm con ốc nữa. Không được rồi. Nói không sao, mất 2 máu. Tiết kiệm máu đấy anh em ạ. Feather à? Được đấy. Từ từ nha, xem nào. Cũng được. Ghép cái đồ đánh tay rồi anh em ạ. Nên là không lấy cái con này nha anh em nhá. Thunder Spirit thì thôi. Thunder Spirit không có đồ thì yếu lắm. Bình tĩnh. Những cái con phía dưới này vẫn chơi đánh tay được bình thường. Con Flame Wizard có thể chơi đánh tay được nha anh em nhá. Chơi kết hợp với cả Greater hơi khỏe luôn. Ui đao này lại gặp cái thằng này thì chắc là lại thua tiếp à. Khỏe quá. Ăn rồi không? À được, được. Bắp cho cây bất tử được. Thế thì lại ăn rồi. Được. Ô ăn không? Ui được không? Ui. Được. Hay. Đấy, trận này lại thắng rồi này, lại có một tiền.
Chú thắng có một tiền mà không mất máu được rồi. Ngon rồi. Bài ra linh tinh quá anh em ạ. Ôi giời ơi, ra cái gì đấy lên 2 sao đi được không? Ở đây là tôi, ở đây nhá, là nói thật là bây giờ là có ở đây là 4 cặp chứ không phải là 2 cặp đâu anh em. Có một cặp là Zerso này, một cặp là Flame này. Đấy, còn chưa tính là cái con Whisperseer cũng là tính là một cặp luôn. Và con cây cũng tính là một cặp luôn đấy. Nhưng mà bây giờ chưa ra là con nào. À đấy, quên lại còn cả con Fortuner theo lơ nữa. Thấy chưa? Vậy là tôi có đây là 5 cặp rồi. Cái cơ hội mà để đánh chuỗi thắng nó cao lắm. Nhìn vào đây là biết là khả năng đánh chuỗi thắng là rất cao. Nhưng mà bao giờ nó mới lên được 2 sao đây thì tôi chưa biết. Đấy, gặp thằng này là chắc chắn thua nhá, không nói nhiều. Đấy, đứng ở đây cái con Unicorn 2 sao của nó tăng cơ. Nó đấm cho, ôi dồi ôi, lọt hết luôn ấy. Nào này chắc lọt hết luôn. Đấy, anh em thấy không? Cái việc mà có 2 sao đầu game ấy nó lợi lắm. Nó không cần phải nhiều các cái kích hệ tộc đâu, mà chủ yếu là 2 sao thôi. Ơ đây này, ra Clive rồi này. Được đấy, Human Clive. Tận dụng cái lợi thế này chắc gì 6 luôn anh em ạ, đủ tiền rồi. Ok. Cái này hơi yếu nhỉ. Hay là bán khe giờ đi mua con sói vào này. Chính ra con sói này nó vào nó ngon hơn. Nó có thể là tăng cơ được. Ok. Đấy, round này là ăn rồi. Tôi bị thua 2 round rồi đúng không? Round này ăn là chúng ta gỡ lại được. Đấy, chúng ta gỡ lại được 2 cái round mà chúng ta thua. Vì round này chúng ta sẽ có 2 tiền. 3 tiền luôn, không phải 2 tiền. Thắng là được 1 tiền này, cộng với cả 2 tiền quyển sách nữa. Đấy, gỡ lại được ngay. Ui đây rồi. Từ từ nha, lại Whisperseer cũng lên được 2 sao luôn à. Nhưng mà slot nào cho vào đây? Không có slot cho vào. Có, vẫn có, thay con Glacier ra. Chơi tạm anh em. Chơi tạm đến khi cái con có thể là con Glacier lên 2 sao, hoặc là những cái con ở dưới này lên 2 sao rồi thay vào thôi. Whisperseer 2 sao vẫn là thế lực luôn. Gọi ra 2 con đệ. Vậy là chúng ta có 8 con. Ui rồi, gặp cái thằng Echo hay quá nhở. Chuyện này hợp lý luôn. Hợp lý đấy. Thế để giữ lại Whisperseer được. Ở cái round 11 chúng ta lên được level cao ấy, là chúng ta sẽ có khả năng là gọi đệ liên tục. Nhờ cái việc là chúng ta thêm được một con CM vào nữa. Chuyện này khả năng tôi chơi Clive luôn. Live Bloodline lừa thật đấy. Cái con này mà nó lên được 2 sao sớm thì tôi yên tâm này. Còn cái con Live Bloodline mà nó không lên được 2 sao thì khá là không yên tâm. Để xem là gặp cái thằng ra 11 là thằng nào. Duck. Duck Boo. Duck Boo chơi Warrior kẹp với cả cái bọn kia thì tôi khả năng là tôi sẽ đẩy nó nhiều đấy. Nào sau toàn những cái con gây đam, kém gây đam mà tập trung vào là những cái con thủ nhiều thì khả năng là sẽ đẻ liên tục. Rao sao đối thủ khóc thét luôn. Ui rồi đá ma pháp này. Ui rồi ơi, thế thì thôi sao. Ui có cái gấu này được đấy. Cho gấu vào luôn không nhỉ? Cho gấu vào thay con nào? Chưa thay được con nào cả. Lên 7 mới cho vào được. Thôi được rồi. Thế này là được rồi. Thêm lại còn thêm một viên ma lăng nữa chứ. Thì thôi xác định luôn. Thêm được một viên ma lăng. Whisperseer này. Lui con Whisperseer lên 3 sao.
Xác định luôn là bị đẩy nhiều luôn. Ít nhất là hai lần gọi đệ. Ui giời ơi, ngoài căng đấy, đẩy chắc phải mười mấy máu. Ít nhất là hai lần gọi đệ, hoặc có thể là ba lần, hai lần. Thôi, lên 7 nha anh em nhá. Lên 7 kẹp thêm con gấu vào. Ok, ở đây cho một thêm một con heo của Clive nữa này. Chơi Clive thì lấy con heo của Clive luôn. Cái trận này có thể có khả năng là chơi được Human Clive không? Tôi có một con Flame nó sắp lên 2 sao ấy. Mà con này nó có đồ ấy. Vấn đề là con Flame nó có đồ anh em ạ. Flame nó có 2 tia này. Đấy, cái vấn đề là thế. Nó gánh được ấy. Nên là giai đoạn đầu có co là đánh được rồi. Đó. Chơi Clive Human này cứ mấy round thắng là gỡ lại được hết đấy mà. Đấy, tôi bây giờ level 7 rồi này. Level 7 11 tiền rồi, đâu có ít đâu. Tất nhiên là vẫn thọt bởi vì là tôi ôm hơi nhiều. Tôi ôm nhiều thứ. Tôi ôm là tôi cứ full hàng chờ thôi. Đấy, tôi ôm là vừa Clive. Mặc dù tôi xác định là tôi chơi có thể là Clive đấy, nhưng mà tôi vẫn ôm những cái con Druid. Tôi vẫn ôm những cái con Beat, những cái con Feather, Glacier các kiểu các thứ. Nên là nó mới tốn nhiều tiền đến như thế. Chứ bây giờ nếu mà tôi bán bớt cái hàng chờ này thì khả năng là tôi tiền tôi lại lên nó lại bằng với mấy cái thằng kia. Mà tôi không bán bởi vì tôi muốn tận dụng mấy cái con này. Tí nữa tôi chơi là tôi chơi hết, con nào cứ lên 2 sao rồi chơi. Đấy, mấy cái con ở phía dưới này là khả năng lên được 2 sao. Tầm này mấy cái con ở trên thì đóng vai trò là tăng cơ thôi. Đấy, tăng cơ cho con cây nó gọi đệ liên tục. Đó. Một rào ít nhất gọi được 3 lần đấy. Khá là nhiều đấy chứ. Nhất là gặp mấy cái thằng mà tăng khỏe. Tăng khỏe gọi 3 lần nó đẩy hơi nhiều luôn. Đấy, có chuối ở này anh em này. Ui, từ từ nhá. À, rồi Clive luôn này. Roll không nhỉ? Roll sợ mất chuỗi không? Bài nó chưa form Clive lắm nên là thôi. Không roll đâu. Chưa form Clive lắm anh em ạ. Vẫn thiếu một con. Giờ kiểu ra 6 con thì tôi còn roll. Mà bây giờ chưa ra 6 con. Bây giờ chưa ra 6 con. Chả may roll hết tiền không ra đủ 6 con thì chết. Bây giờ có những cái con chơi được, ví dụ kẹp con gấu vào, kẹp con cây vào chơi được thì tận dụng thôi, cho đỡ phí tiền anh em ạ. Gặp thằng này mất chuỗi không? Ui, khả năng mất chuỗi là cao luôn ấy. Được không? Được không? Được không? Ui, vẫn được anh em ạ. Trời, đánh với 6 Hunter vẫn ăn được luôn. Hay quá nhờ. Được của nó. Hay quá. Đấy anh em thấy không? Cắt chuỗi này. Đó. Đấy, rao sau áp cấp rồi cho luôn cái con Glacier vào, ấm luôn. Quá tuyệt vời. Rồi, tiền thế lại lên rồi đấy. Dần dần là nó sẽ được 50 tiền thôi, mặc dù là có những cái thằng level 7 50 tiền rồi. Nhưng mà tôi có chuỗi thắng nó còn hơn nhiều, tôi vừa có chuỗi thắng tôi lại vừa có máu. Tí nữa chuyển gì thì chuyển, đúng không? Ngon đấy. Nói chung là tôi chơi thường là tôi chơi là tôi không ưu tiên mấy cái quyển sách để tôi cắn lên 12 đâu anh em ạ. Rank này nó là rank queen nên là cái việc lên 12 ấy nó rất hiếm, có thể lên được 12. Thường là chơi để lên 11 thôi, sau rồi chuyển gì thì chuyển. Đấy, chứ còn cố đấm ăn xôi lên 12 thì khó lắm. Cái tầm mà anh em lên được cầm là 6 human, 6 glide ấy, lên được level 11 là nó đã là lúc đấy là nó muộn lắm rồi. Mà khả năng mà lên được ấy thì phải lên từ rất sớm, tức là 6 human phải lên từ sớm và tự ra cơ. Đấy. Chứ còn không chơi kiểu mà roll để mà ra xong rồi cái lúc đấy nếu mà chắc chắn là nếu mà roll để mà ra 6 human sớm ấy thì là hết tiền, mà hết tiền lúc mà lên đủ tiền ấy để mà chơi ấy thì nó bị một cái đấy chính là lúc đấy là bọn nó form hết rồi. Đấy, nên là cái việc mà lên được 12 nó khó lắm, không chơi được đâu.
Tôi cứ chơi là vừa tận dụng với kiểu vừa tận dụng và vừa lại kết hợp với roll, tức là thấy mà kiểu cái sức mạnh ấy nó hợp lý ấy được, tức là lúc mà chúng ta yếu yếu một chút mà cảm giác mất chuỗi là chúng ta roll mấy cái thôi, thế thôi. Chứ còn không phải để cố dí thêm cố dí để ra được một cái bộ nào đấy. Đấy thì cái đấy là nó rất là khó. Chẳng may mà lúc roll nó lại ra thêm mấy cái con mà chúng ta chơi được ấy, chúng ta bốc vào được ấy là tôi tận dụng luôn anh em ạ. Chứ còn bây giờ mà để cố ra bắt buộc là phải ra con này con kia ấy, thì lúc đấy nó gọi là chơi kiểu khác rồi nha anh em nhá. Tôi chơi là cứ cái kiểu là kể cả lúc tôi roll ấy là tôi cũng phải ngó trước ngó sau đấy để nghĩ xem là cái con mà nó ra ấy chúng ta có bốc được không. Nếu mà bốc được ấy, sử dụng được ấy là sử dụng luôn đấy, và nếu mà chơi được rồi thì thôi, thì tốt nhất là không nên roll nữa, tiết kiệm tiền thôi. Roll nha anh em nhá. Ui cũng không à, con này được đấy. Từ từ nha. Để xem nào, ôm hơi nhiều đấy. Được đấy, con này lên được. Rồi, thế thì từ từ con này ra đã này. Từ từ nha, bình tĩnh nha. Hết sức bình tĩnh, bỏ cái gì đi. Bỏ cái này đi. Đấy, như thế anh em ạ. Rồi, hợp lý, ở đây có con đấy này, từ từ nha. Con này thì phải bán con gì đi, bán con sói à. Rồi bán con sói đi. Evil Clay. Đấy rất hợp lý luôn. Ưu tiên là cái chuỗi là ưu tiên đầu tiên. Chuỗi giữ chuỗi. Ui lại ra heo này. Từ nha. Để xem là ra con heo này mua luôn. Ok. Rồi, Light Blade Light lên được 2 sao. Quá tuyệt vời. Bây giờ cho 6 human vào đi. À 6 Clive vào đi. Dồn đồ cho Light Blade Light. Ok. Rồi, ui gặp thằng này thôi thua. Đấy to ạ. Light Blade Light gánh được không đấy? Mà có ngộ không mà nhỉ, sợ gì đâu. Có ngộ không mà. Kẹp bít rồi. Ngộ không vào cái nào. Đúng rồi. Ui giời, không, làm sao mà thua được. Bài như thế là nó mạnh rồi đấy. Đủ mạnh rồi. Ui lại ra già này. Thế này thì làm thế nào giờ. Thế này là chúng ta sẽ phải là kéo con già này xuống. À không, rồi tôi lóc lại đi. Rao này lóc lại đi. Hợp lý. Rao này cần gì, không cần. Sách không cần anh em ạ. Rao sau kiếm một tí sách thôi. Xong rồi lại thôi. Lém ra lém vào thôi. Giữ chuối đá. Thằng này là ăn được. Ra Secret Lancer rồi đấy. Nhưng mà có ngộ không thì vẫn ăn được thôi. Không sợ. Nhưng mà khả năng là sẽ mất chuỗi cho thằng này là cao những cái lần gặp tiếp theo đấy. Thằng này nó chơi 9-9 qua đi cơ. Nếu mà không lên con già 2 thì khả năng là mất chuỗi cho thằng này cao. Rồi. Đồn tiếp. Đây là được đấy. Từ nha, bán con này đi. Human này. Rồi. Đấy, lại vừa đủ slot. 6 human. Round sau là tôi lên được 9 rồi. 6 human, 6 client level 9 đây. 6 human, 6 client nhưng mà toàn 1 sao, hơi yếu nhỉ. Round sau mà chơi kiểu chơi như thế tham không nhỉ. Tuấn cơm tôi đây. Ừ đúng rồi, tôi đây. Ui giời. Nhưng mà cái tên của bạn này kèm với cái câu hỏi thì hơi phản cảm. Lấy tôi cứ tưởng là bị chửi đấy. Anh em cứ để ý cho em. Được đấy. Ơ từ từ bỏ cái này đã. Rồi.
Búa sét này, ngon. 6 Clive. Mà toàn 1 sao. 6 Clive kết hợp với 6 Human ở level 9. Đủ bộ đấy, form đủ bộ đấy. Nhưng mà anh em thấy là đấy, đánh nhau nó cẩn thận như thế, roll cũng tiền xả như thế. Mà rồi lên 9 nhá, vẫn là nó gọi là 21 lên 9 ấy, nó là tiêu chuẩn ấy của game ấy. Tức là đánh như thế thôi, nhưng mà bởi vì là đánh ở rank queen anh em hiểu không? Nên là bây giờ nếu mà tầm này mà không lên 9 thì bài mà không mạnh thì cũng chết. Đó thế, tôi còn roll đấy nhá, tôi còn roll này. Tôi xả tiền, tôi còn giữ chuỗi các kiểu các thứ mà đấy. Đến bây giờ là nó vừa đủ tiền để lên 9 thôi. Và mà các anh em nghĩ là làm nào lên được 12 trong khi mà như thế khó lắm anh em ạ. Rất khó luôn đấy. 21 là vừa đủ tiền lên 9 và hết tiền. Đấy. Mà may là đấy còn đang còn giữ chuỗi đấy nhá. Chứ còn kiểu đánh làng nhàng thì chắc chắn là không lên được. Đấy mà kiểu bài tự ra thì không nói. Anh em biết trận này tôi chơi gì không? Anh em biết trận này tôi chơi gì không? Không lên được 12 đâu anh em ạ, tôi xác định rồi, lên 11 thôi, chưa 11 thôi anh em. Nếu mà anh em không biết thì bây giờ tôi tiết lộ cho anh em nhá. Tất cả tôi chỉ là lừa thôi anh em ạ. Đấy. Tôi lừa anh em thôi, đầu game tôi lừa anh em, tôi kêu thì thôi. Tất cả vì đam mê anh em nhá. Cho dù có khó khăn như nào chăng nữa, dù tôi có mắc cái sai lầm nó là như nào, chí mạng như nào chăng nữa, thì tôi vẫn cứ đam mê cái bộ này. Ui cái này khỏe đấy. Cắt chuỗi này. Sida thật sự luôn. Đấy anh em thấy không? Không lên được 12 đâu, mất chuỗi rồi, tức là chúng ta yếu rồi đấy. Nhìn thế là biết rồi. Là tầm sau round 21 ấy là cái bộ này bây giờ là yếu rồi. Đấy mà bảo sao làm thế nào để có thể là kiếm được 4 quyển sách mỗi round? Khó. Sau round 21 anh em sẽ có những cái đội hình này mà anh em gặp là anh em chắc chắn anh em thua. 9 Warrior, 9 Hunter. Đấy, lấy cái cửa gì mà ăn đúng không? Mà bây giờ hết tiền rồi, bây giờ chỉ kịp lên 10 thôi. 26 lên 10 này là hết tiền. Hết tiền, chắc chắn đấy. Bây giờ còn có 23 rồi, 24, 25, 26, 26 lên 10. Vừa đủ tiền lên 10. Đấy, đôn được vài cái nữa thôi là hết tiền. Đây này, 9 Hunter này. May ra ăn được mà cũng khó, cũng khó, cũng khó, cũng khó anh em ạ. Ăn nổi không? Cố lên nào, cố lên xem nào. Ăn thêm phát nữa thôi. Rồi ok 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 ok. May đấy, may vẫn ăn được. Chứ là nhiều 9 Hunter đấy nhở. Đây này lại ra khỉ này. Này. Rồi. Anh em biết tôi chơi bộ gì rồi đấy. Xa sorry, nó vẫn là chân hái anh em ơi. Anh em biết tại sao không? Tôi chia sẻ với anh em đầu game rồi. Tôi nhìn cái số lượng người xem ấy là tôi biết là tôi phải chơi gì mà anh em. Đấy. Phụ thuộc vào người xem thôi. Tôi làm kênh YouTube chứ tôi không phải là tôi đến đây để tôi trình diễn nơi tài năng anh em nhá. Tôi không phải đến đây để tôi như là trình diễn để múa để khoe flex flex các thứ không anh em ạ. Tôi đến đây để tôi kiếm tiền thôi mà. Tôi đến với YouTube để tôi kiếm tiền thôi, nên là cứ ai mà xem nhiều, người ta thích cái bộ gì tôi chơi bộ đây. Đương nhiên nhá anh em nhá. Đấy, anh em thấy không? Công nghiệp không? Nói là công nghiệp thôi nhưng mà tại sao người ta lại thích tôi xem, lại xem tôi cái bộ đấy là anh em biết là thế nào. Công nghiệp thì công nghiệp chứ công nghiệp, nhưng mà đây là xu hướng anh em ạ. À, rất nhiều người thích xem. Đấy mà anh em thấy không? Đấy 72 máu đấy. Gặp Beat này, gặp Warrior này vẫn thua. Bắt đầu chết rồi đấy anh em ạ. Không lên được 12 là không tham đâu. Tôi xác định rồi. Bây giờ mà cố chấp lên 12 là chắc chắn là tôi nghĩ là không có ngoài trượt cái top 7. À không, top 7 thì được, top 6. Đấy, top 7 thì có thể là thoát, nhưng mà top 6 thì là chết đấy. Đấy, nhanh lắm anh em ạ. Mỗi round đẩy khoảng mười mấy 20 thôi thì chắc chỉ khoảng 3-4 round nữa thôi là bay màu thôi. Đấy, còn những cái thằng kia anh em nhìn cái thằng mà đang đứng ở vị trí top 6 nhá, nó đang có 50 tiền ở level 9 đấy. Anh em thấy không, tôi bây giờ đánh chuỗi thắng dài như thế. Mà bây giờ nhá, tôi vẫn còn đang mấy cái con 1 sao nhá. À, mấy con 1 sao vớ vẩn nhá. Rồi tôi lại còn tiền của tôi này, ở level 9 mới có 32 tiền, còn kém với thằng đấy luôn. 3 tiền này. Ok. Đấy anh em thấy không? Thế nên là thôi, lên được 11 rồi là gọi là kinh khủng lắm rồi đấy.
Ôi sợ không lên được 11 cơ. Chứ còn bây giờ mà may lên được 11 đấy là may đấy. Rồi rồi, cố mà lên 11. Không biết có lên nổi không. Kẹp con Ngộ Không này vào có vẻ không ăn thua lắm. Bây giờ bỏ cái bọn mết ra, human như biết các thứ ra, kẹp thêm Glacier xong kẹp thêm con gấu vào, có thêm 2 bit có khi lại ngon hơn. Nhưng mà như thế chúng ta sẽ, cái tiến độ lên 11 nó sẽ rất lâu. Còn phải lâu nữa mới chúng ta mới lên được 11. Mà còn có khi khả năng là còn không lên được 11 cơ. Nếu mà chúng ta không có sách. Đấy. Hy vọng thắng thằng này. Ui không thắng được đâu anh em ạ, à, thua. Không thắng nổi. Không thắng nổi luôn. Không lấy cái gì mà thắng được luôn ấy. Sai lầm rồi anh em ạ, sai lầm, sai lầm, sai lầm, sai lầm, sai lầm, sai lầm. Đấy anh em thấy không? Anh em nhìn đi, nó là cái thằng mà tôi bảo với anh em ấy là nó đang ở vị trí top 6 ấy. Bài nó mạnh hơn tôi. Bài nó mạnh hơn tôi luôn và tiền nó nhiều hơn tôi. Tiền nó nhiều hơn tôi luôn. 50 tiền sắp lên 10 nơi rồi anh em ạ. Có những thằng 50 tiền ở 10 đấy anh em. Đấy, nó là cái đấy đấy anh em ạ. Lý do tại làm sao mà tôi nói anh em đấy. Thôi được rồi, không lên được 11 luôn đây này. Anh em thấy chưa? Anh em thấy phức tạp chưa? Rank queen này anh em ạ, không phải rank rác đâu. Bây giờ mà chơi mà chỉ cần sau là 21 thôi là biết thằng nào mạnh thằng nào yếu ngay. Trong khi mà tôi nhá, có một cái chuỗi dài đến tận đào 20 luôn đấy anh em ạ. Chuỗi cực dài luôn. Thế mà nó lại như thế, cay không? Đâu có phải là mạnh đâu. Không mạnh đâu anh em ạ. Bây giờ là tôi chuyển dần sang Sasori thôi. Trận này tôi nhận thấy là không có thằng nào chơi Glitter tôi mới dám chuyển đấy. Anh em ạ, đam mê thì đam mê thôi. Đam mê cũng phải có não anh em ơi. Trận này có không có thằng nào chơi Glitter. Đấy. Một pha tỉnh táo đến từ vị trí của Tuấn Cơm. Đấy, rất là tỉnh táo luôn. Mà đây nó chắc chắn nó là một cái cú lừa vị trí của Tuấn Cơm cho những cái người chơi. Đặc biệt là những cái thằng muốn đấm tôi ấy, anti ấy. Đấy là tôi thì thường thì tôi không có chơi kiểu mất não đâu. Tức là tôi chơi, tôi không có để lộ ý đồ ban đầu tôi chơi gì đâu. Để mà vào game dễ bị counter đâu anh em ạ. À. Cái video clip bất lão hôm trước ý, là vì đấy là làm content anh em hiểu không? Có anh em yêu cầu tôi là sẽ chơi một cái bộ mà mất lão để anh em xem. Đấy tôi mới chơi như thế. Đấy là cái clip mà phục vụ anh em Kulilu là hội viên trên kênh. Đấy thì tôi chơi. Còn bình thường thì tôi không bao giờ tôi chơi kiểu đấy. Rồi. Ra cá lông rồi này. Tí nữa nhá, con cá lông này lên 2 sao thì biết thế nào ấy. Anh em ạ, à, đồ nó cứ có phải gọi là chấn luôn. Chấn phái luôn cá lông gót ấy. Tí nữa chơi gót. Chuyển sang chơi hẳn 11 con luôn. Chúng ta chắc chắn chúng ta lên được 11 rồi anh em nhá. Bởi vì sắp đến cái rau quái rồi. Đấy, cứ đến cái rau quái thôi là chúng ta có 3 cuốn sách nữa. Mỗi một cái cuốn sách là 2 điểm. 3 cuốn là 6 điểm. Đấy, 19 cộng với cả 6 25, thừa 1 điểm. Chắc chắn là lên được. Thằng này vãi cướp thật, nó tự tin không này? Nó tự tin chưa? Nhưng mà bạn ơi, tôi bỏ cái bộ kia rồi. Như nào, chắc là vẫn thua rồi anh em ạ. Nhưng mà nói chung ấy là không mất nhiều máu lắm. Không mất nhiều máu lắm. Ồ, thua thì vẫn thua thôi. Ngoài căng nhờ, thằng này liều thật đấy. Vãi đái thật. Giữ 15 máu luôn, vẫn còn 50 tiền ở level 9, liều thật sự. Rồi, 61 máu, quá tuyệt vời luôn. Chơi rất cẩn thận. Đấy. Một lối chơi mà phải nói là cực kỳ mẫu mực luôn, chuẩn mực. Đánh giữ máu từng giọt vào luôn. Anh em thấy không? Thấy yếu một cái là bỏ bài ngay. Thấy yếu cái không tham, không tham anh em ạ. 11 cũng không lên mà, không thèm lên luôn. Level 11 cũng không thèm lên, anh em biết thế nào rồi đấy. Tất nhiên là vẫn lên, nhưng mà lên từ từ. Giữ thì chắc chắn chết cái thằng kia. Ui mẹ ơi, cái thằng Nhật kinh thế nhở. Tôi giờ tôi sợ nhất là cái thằng Nhật này này. Cái thằng Nhật level 10 kẹp được 9 Assassin, à 9 Hunter với cả con máy bay. Ui mẹ ơi, cái bộ đấy nó phải là gọi là mạnh vãi cướp luôn ấy. Sợ nhất là gặp thằng đấy đấy. Thằng này chắc vẫn ăn được. Thằng này chơi 6 Hunt thôi, 6 Hunt kẹp linh tinh, 6 Hunt kẹp beat, kẹp các thứ vào. Vẫn ăn được đó. Anh em thấy không?
Anh em vừa nhìn thấy cái gì không? Anh em nhìn thấy cái thằng Nhật nó đấm cái thằng 9 Warrior đi không? Thấy chưa, tôi bảo rồi. Cái bộ 9 Hunter kẹp máy bay anh em ạ. Ôi mẹ ơi, cái bộ 9 Hunter kẹp máy bay nó khỏe lắm. Thôi rồi, từ từ đã, bây giờ lên 11 đã này, xong tính tiếp này. Càng đấy. Cứ lên 11 đã, xong tính tiếp. Ra có linh hồn ánh sáng rồi này. Ok. Ra linh hồn ánh sáng này lóc lại đó. Rao sao chuyển luôn anh em ạ. Rao sao chuyển luôn anh em nhá. Rao sao tôi chuyển sang Sasori luôn. Rao sao mà không kịp thì có thể rao sau nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là rao sao chuyển là vừa rồi. Búa xét. Được. Cứ có đồ cho ca lông là ngon rồi. Đấy, chúng ta lên được 11 rồi anh em nhá. Rồi, tạm thời thì chúng ta sẽ bỏ hết những con human này đi. Không chơi nữa. Ok. Tạm thời nó sẽ là như này anh em nhá. Chưa chuyển sang Sasori được đâu. Chúng ta chuyển dần dần thôi anh em ạ. Cái round này chúng ta phải xếp đồ rồi xếp bài các thứ nên là nó sẽ không thể kịp thời gian để chúng ta form kịp được. Trong khi chúng ta còn phải roll 2 sao nữa. Cứ bình tĩnh. Không có gì phải vội cả, giữ máu nó mới là quan trọng. Không ai bắt tôi là phải chơi Sasori. Không ai bắt tôi là phải form bài ở round thứ 31. Chơi thế nào đấy là việc của tôi. Đấy, chơi cẩn thận thôi. Đấy, cái tầm này là ok đấy. Nhưng mà gặp cái thằng Hunter là nguy hiểm. Đẩy khá nhiều ấy nha. Gặp thằng Beat này thì ăn được. Gặp thằng Beat khả năng ăn được. Ok. Mà không ăn được thì cũng mất ít máu. Tôi nghĩ là không mất nhiều máu đâu. Có ngộ không clear Beat rồi. Ca lông thì bắt đầu dí co. Đấy, thua thì thua thôi. Thua nhưng mà bắn mạnh phết đấy. Không yếu đâu. Giết được thêm một con nữa. Có được không? Không được. Rồi không sao. Ngọt chút rồi. 7 máu. Thoải mái. Tôi còn 54 máu cơ mà. Rồi, chúng ta form bài Sasori anh em nhá. Được rồi. Đủ bộ đấy. Nhưng mà trông có vẻ hơi yếu nhỉ. Thôi rồi, không sao. Bán dần đi. Bài này được cái là nếu mà chúng ta chẳng may chúng ta thua ấy, chúng ta cũng sẽ có máu cho nó hồi lại mà. Thừa một con. Thôi rồi. Bình tĩnh. Thế này ổn đấy. Ổn đấy. Đấy, may quá anh em ơi. Úi dồi ôi. Bạn ơi. Ôi, vẫn thua nhưng mà thôi không sao anh em ạ. Đấy, thế là kịp là mất ít máu thôi anh em ạ. Đấy, mất có 13 máu. Bây giờ có thêm cái hồi máu này cộng vào thì nói chung là mất cũng chưa đến chục máu. Rồi luôn rồi. Cả lông rồi một con nữa này. Quá tuyệt vời. Bán con này đi, không cần đâu. Cả lông rồi một con nữa mà. Rồi. Con này có cần không? Từ từ đã, tôi muốn tôi kẹp cái con khan vào ấy. Được có 4 cọc anh em ạ. Bình tĩnh. Tôn mấy cái nữa. Úi đây rồi. Được. Cho khan vào này. Bình tĩnh. 4 cọc từ từ đã nha anh em nhé. Để tính xem là chơi cái gì đã. Bây giờ gặp mấy thằng 9 Hunter này thì thoải mái luôn. Tôi có cái con bài Sasori này, nó cướp cái con co thì nó đập nó sấp mặt luôn anh em ạ. Thấy không? Nên nhớ tôi cướp được 3 con nhá. Tôi bắt được 3 con bài đối thủ. Quá căng. Rồi ôi anh em ơi, đẩy căng này. Trận này không có thằng nào chơi computer cả anh em ạ. Anh em thấy không? Tuấn Cơm chơi lừa đối thủ luôn. Đầu game lừa đối thủ. Đối thủ không biết là tôi có ý định là chơi Sasori. Đấy, thế là bây giờ là thoải mái rồi. Đấy mà cũng phải cần phải đề phòng bởi vì đối thủ có thể là sẽ biết là chuyển sang Greater ở counter tôi đấy anh em ạ. À. Rồi, bán con này đi đi.
Rôn lốt một Kalong 2 sao. Chán nhỉ, đen thật đấy, không lên được cái con Kalong 2 sao. Chơi cùng loại à Tuấn Cơm? Ồ, vãi cứt. Chơi cùng loại à? Chơi cùng loại là sao? Là cũng chơi Sasori hả? Ui ôi. Thế à? Vãi cứt. Ui đúng thật luôn anh em ạ. Nhưng mà ngộ 02, bên kia là Sasori ngộ 02. Thế thua rồi, thua. Ngộ 02 sao không bắt được anh em ạ. Cái bộ bài Sasori này ấy, cái con mà chúng ta bắt ấy, nó chỉ nhỏ hơn cái tiền của cái con Sasori thôi. Nếu mà Sasori mà bằng tiền thì mới bắt được. Tức là nếu mà muốn bắt ngộ 02 là phải có con linh hồn ánh sáng 2 sao mới bắt được cơ. Mà bây giờ tôi còn lâu rồi mới lên được linh hồn ánh sáng 2 sao, tức là thua đấy. Thua đấy. Căng nha. Càng thật sự luôn. Càng đấy anh em ạ, càng đấy. Vậy là còn 9 Hunter, Sasori. 3, 2 thằng Sasori gặp nhau và cái thằng 9 Hunter. 9 Hunter đương nhiên không có cửa đánh rồi. 9 Hunter máy bay thì cứ vào bắt được con máy bay hay là bắt được con Siren thôi thì là cái bộ 9 Hunter toang mà. Vậy là trận này solo với cả Sasori ngộ không. Càng thật sự luôn. Tôi cứ ngỡ là tôi lừa đối thủ không chơi cái bộ này đầu game thì đối thủ sẽ không có gặp đối thủ nào lặng ký. Ai ngờ gặp ngay chính cái bản thân cái bộ này luôn. Anh em thấy chưa? Điều đấy chứng tỏ là cái bộ này chưa giờ hết hot luôn trong cái thời điểm hiện tại. Mặc dù đã ra cái bộ counter rồi. Tôi ra video clip counter rồi là tôi cứ nghĩ là cái bộ này nó khó chơi lắm ấy. Tôi cứ nghĩ là bộ này là phải là bộ nó phải chuyển bài counter ấm ầm luôn. Xong rồi là ví dụ như là chơi để mà dí Sasori. Nhưng mà đây cả hai người ở chơi trong trận đấu này ấy đều không chơi Sasori từ đầu. Đấy. Nói thế cơ. Round này thì chắc là ghép cái Berlin thôi anh em ạ. Giáp thép không có tác dụng ở trong cái trận đấu này. Tôi còn hai cục máu nữa cơ. Chắc là tôi trụ được. Để ra là con Kalong 2 sao. Ra Kalong 2 sao thì đối thủ cũng sẽ không bắt được cái con Kalong. Đấy. Căng thẳng đấy nhờ. Căng thẳng đấy. Rồi gặp thằng Nhật Bản. Ơ thằng Nhật Bản không phải chiến Hunter nữa. Nó chuyển sang Gripper. Úi giời ơi anh em ơi, anh em thấy chưa? Trời ơi tôi đã bảo rồi. Có phải là Nhật Bản nó fan Tuấn Cơm không đấy? Có phải không? Được đấy. Úi giời được đấy. Từ 9 Hunter máy bay chuyển luôn sang Gripper để counter Tuấn Cơm luôn kìa. Hay. Úi giời trận này hay đấy. Hấp dẫn. Úi bên kia tôi đẩy mẹ mày đi rồi kìa. Xong rồi tôi lại lên được cái con Kalong 2 sao luôn anh em ạ. Ui giời dã man. Vậy là cái suy nghĩ của tôi nó là sai hoàn toàn. Trận này là những cái dự tính của tôi là sai rồi anh em ạ. Cái thế trận này là không phải là tôi solo với cả mẹ mày, mà là tôi solo với cả cái thằng Nhật Bản lên game. Bởi vì mẹ mày đâu này chắc chắn đi. Có gặp tôi hay là gặp thằng Nhật Bản đều đi thôi. Nhật Bản đã chuyển sang Gladiator là gần như là cái bộ Sorcery này nó không có cái tác dụng gì cả. Đấy mà tôi khác, tôi kẹp thêm 4 cọc. Sự khác biệt chính là 4 cái cọc. Đấy. Ui. Cái con Kalong của tôi nó bị bắt kìa. Ui rồi, mẹ lên được live split hay sao rồi. Bắt luôn cái con 5 đô của tôi thì xong rồi. Ui ui, đao này có mất nhiều máu nhỉ. Trông có vẻ mất nhiều máu đấy. Không ổn anh em ơi, thua. Thua rồi. À. Ui. Chỉ còn 7 máu. Ui. Vãi. Không biết được đâu. Thế là không phải là solo với cái thằng kia mà là có khi là mẹ ra đi top 3 anh em ạ. Sợ quá thì mất thôi. Từ từ nhá. Phải counter anh em ơi, phải counter. Bỏ con này đi chưa? Quên. Rồi. Vẫn kịp, 16 màu vẫn được anh em ơi, vẫn được, vẫn có cơ hội đấy. Ui mẹ ơi, căng này. Không có tác dụng, xa sau đi không có tác dụng, thôi xong rồi. Ui quả này đi luôn không? 16 máu đi luôn không nhờ. Sasori không có tác dụng.
Ui xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Chỗ này 16 máu cũng sống, 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 sống. Ui vẫn còn 2 máu anh em ơi. Ra đi sau mẹ mày. Ờ được rồi. Thôi được rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Xong rồi, có cơ hội, có cơ hội chuyển bài, có cơ hội chuyển bài, có cơ hội anh em ơi. Đây rồi. Ui rồi ôi anh em ơi, có cơ hội. Có cơ hội vẫn còn. Cơ hội vẫn còn. Cơ hội vẫn còn, cơ hội vẫn còn, cơ hội vẫn còn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Vẫn còn cắn được một phát nữa. Ui chỉ có một máu thôi. Vậy là round này là round quyết định này. Lật là thua nha anh em nhá. Lật là thua, lật là thua, lật là thua. Lật là thua, càng quá anh em ạ. Ôi, làm ăn nổi không? Ăn nổi không? Ăn nổi không? Ăn nổi không? Lên nhớ lẹ, lên nhớ tao có thể counter mày. Ồ, ui giời ơi, được không bạn ơi? Được không? Ồ, này, đẩy nhiều rồi nha. Ui giời ơi, quả này phải 30 máu là ít. Ôi giời ơi bạn ơi, rồi 29 máu gần 30 máu. Anh em thấy chưa? Anh em đã thấy chưa? Nó gọi là counter luôn nha anh em nhá. Mặc dù là hôm qua tôi ra Greater để tôi counter Sasori đấy. À, hôm nay là y như rằng là có cái thằng nó đã bắt chiếc theo, làm theo. Chuyển Greater để counter Sasori. Nhưng mà không anh em ạ. À, tôi lại chuyển sang cái bộ đỏ để counter ngược lại. Tôi phục tôi quá đi mất thôi. Đúng là chúa tể làm content mất rồi. Ôi giời ơi, anh em thấy hay để lại tôi một like nha. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Tôi kết hợp Fallen Witcher kết hợp với Greater. Nó hay ho lên cái cỡ như nào khi mà nó có thể là counter ở bộ sao sorry anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi kết hợp bộ sao sorry kết hợp với con Tinker, con Heaven Bomber. Nó bá đạo đến như thế nào. Và cuối cùng đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh hoặc donate để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.